Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Tuấn An Channel. Như vậy là cũng sắp sửa đến ngày 20 tháng 11 rồi, một ngày mà rất linh thiêng với ngành giáo viên. Và chắc chắn các bạn cũng không thể bỏ qua cái dịp này để mà về thăm những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta trong suốt những cái quãng thời gian mà cắp sách đến trường, đúng không nào? Mà đã về thăm thầy cô trong cái dịp này thì chắc chắn không thể bỏ qua những món quà. Và với những bạn nào đang băn khoăn một chiếc smartphone để tặng cho thầy cô ấy, thì đây sẽ là video dành cho các bạn nhé. Mình sẽ đưa ra những cái tiêu chí mà các bạn nên chú ý khi chọn mua điện thoại cho giáo viên, cũng như là một vài những cái sản phẩm mà các bạn cũng có thể tham khảo qua. Và bây giờ thì hãy đến với video nhé. Trước tiên sẽ là đối tượng về giáo viên là phái nữ. Với phái nữ thì họ sẽ thường chọn những chiếc máy có một cái thiết kế rất là đẹp, và thương hiệu cũng bắt buộc phải là một cái yếu tố đi cùng với nó rồi. Về thiết kế thì mình nghĩ là nếu như chọn máy cho nữ thì các bạn nên chọn những chiếc máy có kiểu thiết kế là hai mặt kính cường lực này, xong rồi có một cái khung viền kim loại khá là chắc chắn. Và mình nghĩ nếu như với cái thiết kế như vậy thì nó sẽ sang trọng hơn, và phái nữ dùng thì mình cũng cảm thấy là nó thích hơn. Còn nếu như mà các bạn chọn những chiếc máy có thiết kế theo kiểu kim loại nguyên khối thì mình nghĩ là chỉ có hai nhà sản xuất có thể đáp ứng được cái nhu cầu này thôi, đó là Oppo và Apple. Mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ném gạch mình khi mà mình đưa Oppo vào danh sách này. Tuy nhiên thì các bạn phải biết là con gái, đặc biệt là giáo viên thì họ thường không hay quan tâm đến smartphone cho lắm, và họ cũng chẳng mấy khi tìm hiểu về smartphone, đúng không nào? Tuy nhiên thì nếu như các bạn chỉ cần hỏi giáo viên của các bạn là có biết Oppo là thương hiệu nào không thôi, thì mình khẳng định chắc chắn là có. Tại vì sao? Oppo là một cái thương hiệu mà họ đầu tư rất nhiều cái khoản marketing, từ quảng cáo trên TV này, thậm chí mình lên YouTube thì thoảng cũng thấy hình ảnh anh Sơn Tùng hiện ra selfie ý. Thì các bạn phải biết là họ quảng cáo nhiều đến mức nào. Đó là nói về một chút về cái vấn đề nhận diện thương hiệu. Còn một vài những yếu tố khác mà các bạn cũng nên chú ý khi mua điện thoại cho giáo viên nữ, đó là về khoản camera, đặc biệt là camera selfie. Tại vì đã là phụ nữ thì chắc chắn là họ sẽ hay selfie nhiều, đúng không nào? Và sau đây thì mình sẽ có một số những chiếc máy đưa ra cho các bạn để mà các bạn có thể tham khảo qua nhé. Nếu mua một chiếc smartphone với mục đích dùng làm quà tặng thì các bạn sẽ nên chọn một chiếc máy mới có hộp. Việc đóng gói sẽ là tiện hơn rất là nhiều, và mình nghĩ mức giá phù hợp sẽ là 5-6 triệu. Tại vì trung bình một lớp học sẽ có khoảng 40 học sinh, vậy nên những chiếc máy mình đưa ra sẽ chỉ có mức giá dưới 6 triệu thôi nhá. Và có lẽ chiếc máy phù hợp nhất để làm một món quà tặng các cô giáo trong ngày 20 tháng 11 đó là chiếc Samsung Galaxy A7 2016. Nó sẽ đáp ứng mọi tiêu chí mà mình vừa kể ở phía trên, như là thiết kế rất là đẹp và rất là sang trọng, màn hình lớn 5.5 inch với chất lượng hiển thị cực tốt, camera cả chính lẫn phụ đều rất là đẹp. Giá của chiếc A7 2016 hàng sách tay này hiện đang rơi vào khoảng là 5.350.000. Các bạn cũng có thể tham khảo qua một chiếc máy khác, đó là Oppo M1s, cũng sẽ đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí mà mình vừa kể trên, đó là thiết kế đẹp, màn hình cũng 5.5 inch, tuy nhiên chất lượng hiển thị sẽ là không bằng được A7 2016. Camera rất đẹp, đặc biệt là camera trước với độ phân giải lớn, thích hợp cho phái nữ dùng. Oppo M1s hiện có giá khoảng chưa đến 6 triệu đồng. Ngoài ra thì còn một số những chiếc máy khác các bạn cũng có thể tham khảo qua, đó là chiếc Samsung Galaxy A5 2016 hay là Samsung Galaxy Z7 2016, hàng sách tay cũng khá là hợp lý. Vừa rồi là chọn mua điện thoại cho giáo viên nữ, còn bây giờ sẽ đến những cái thầy giáo của chúng ta. Nếu là giáo viên nam ấy thì mình sẽ ưu tiên về những cái tiêu chí như là thiết kế hơn. Tại vì với giáo viên thì mình nghĩ là thiết kế của nó sẽ phải là nam tính này, đồng thời sẽ phải có một cái vẻ gì đó độc lạ cũng như là sự sang trọng nhất định. Những chiếc máy BlackBerry theo như mình thấy thì nó sẽ là phù hợp nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng nên chú trọng một chút về vấn đề hiệu năng. Nó không cần quá tốt nhưng mà cũng phải là đủ dùng. Và dung lượng pin mình nghĩ cũng là phù hợp, tại vì thường là các thầy ở trên trường dạy đến chiều xong rồi lại còn đi dạy thêm các thứ ấy, thì là sẽ cần một cái dung lượng pin đủ lớn để mà sử dụng trong một ngày, đúng không nào? Và tiện đây thì mình cũng sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái sự lựa chọn để mà các bạn tham khảo nhé. Chiếc máy đầu tiên mà mình nghĩ đến cho trường hợp này chắc chắn là BlackBerry Passport. Thiết kế của Passport thì mình không phải nói, rất đặc dị nhưng vẫn cực kỳ sang trọng, đặc biệt hợp với những doanh nhân, giáo viên, nói chung là kiểu người thành đạt. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng có một hiệu năng rất là tốt. Và nếu như các bạn băn khoăn về việc BBOS sẽ không có nhiều ứng dụng của hãng thì các bạn cũng có thể cài đặt file APK của Android vào, nó sẽ hỗ trợ hầu hết cho các bạn. Giá của BlackBerry Passport hiện tại đang là 4.790.000 cho phiên bản Pháp, còn phiên bản quốc tế của chiếc máy này sẽ có giá là 4.990.000. Một chiếc máy khác cũng không thể gạt qua, đó là chiếc Sony Xperia Z3, nổi bật với một thiết kế vô cùng nam tính và đẳng cấp, hiệu năng tốt và pin khá trâu. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng có khả năng chống nước cũng khá là hữu dụng. Với Z3 thì các bạn sẽ phải kiếm thêm một chiếc hộp vì nó là một sản phẩm máy cũ, và các bạn nên chọn một chiếc máy có hình thức đẹp nhất có thể. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã nói tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong cái video lần này. Nếu như các bạn quyết định lựa chọn một chiếc điện thoại để mà mua tặng thầy cô giáo của mình ý, thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Hãy comment xuống phía dưới video này nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Máy này về để trải nghiệm trong một thời gian dài, và như tiêu đề thì đây sẽ là video đánh giá chi tiết về camera của iPhone 7 Plus. Do kỹ năng chụp ảnh của mình cũng không được tốt cho lắm nên là mong các bạn sẽ thông cảm và bỏ qua những bức hình mà mình chụp không được đẹp các bạn nhé. Ok, và bây giờ thì hãy cùng xem camera của chiếc máy này sẽ thể hiện ra sao trong video này nhé. Về mặt thông số cấu hình máy thì chắc là mình cũng không cần phải nhắc lại nữa.